bố mẹ về giới tính của nó nữa. Vậy thì cái cách hay đấy là mình sẽ ngồi nói chuyện với nó một buổi, một cách nhẹ nhàng thôi, đầy thông tin vào. Đầu tiên nói về chuyện là con sinh ra như thế nào, con sinh ra từ đâu, làm sao mà có con. Xong rồi bố mẹ, đấy tức là cái việc sinh sản đấy, nó sẽ giúp chúng ta như nào. Và dần dần tiêm vào đầu nó và không được nói dối. Câu hỏi quan trọng nhất là đến tuổi nào là mình phải bắt đầu giáo dục cho con. Chúng mình nên giáo dục càng sớm càng tốt. Đúng nhưng rồi. Mà ở mỗi độ tuổi thì theo một cái kiểu khác nhau. Thế cho nên là khi mà làm bố làm mẹ phải thực sự rất là dũng cảm đấy. Bởi vì có những chuyện mình còn cảm thấy xấu hổ. Mình sẽ không cảm thấy là mình có thể dễ dàng để nói chuyện đấy với ai. Nhưng mà bởi vì con cái cho nên bắt buộc mình phải dũng cảm nói cái điều đấy với nó, là nó là như thế này, nó là như thế kia. Cho nên em nghĩ rằng làm bố làm mẹ cũng là cả một cái vấn đề. Từ lúc mà CJ cũng sang Việt Nam thì CJ cũng đã biết là có lẽ là người Việt Nam thì về chuyện tình dục thì rất là hiếm khi được người đến. Thì mình nghĩ là đất nước nào cũng sẽ có văn hóa riêng của mình về vấn đề này. Và mình cũng nên thoáng hơn một chút xíu để sẵn sàng. Lý do vì sao lúc này CJ nói là đang massage cho con á, là lúc đấy CJ đang suy nghĩ là ok, CJ đang coi mình là mình đang là bố của một đứa bé 9 tháng cho đến khoảng 3 tuổi. CJ chưa nghĩ là đứa 3 tuổi thì đã nên giải thích cho con là bố mẹ đang làm chuyện này, bởi vì dù sao cũng không hiểu cho lắm. Với 3 tuổi nó chưa, CJ nghĩ là chưa đủ kiến thức để mà hiểu rõ ràng. Có thể là mình có thể giải thích một chút xíu, nhưng mà mình nói sơ sơ qua cho nó quên đi, để bao giờ nó khoảng 4-5 tuổi thì bắt đầu giải thích thêm cho con là như thế này. Chứ nếu mà 9 tháng, 10 tháng rồi 1 tuổi, 2 tuổi giải thích làm gì cho mệt. Lúc đấy mình có thể nói là bố mẹ đang yêu nhau. Thế là được rồi, mình giải thích theo kiểu tình cảm, tình yêu và bố mẹ yêu nhau thì mới ra con đó. Chứ không phải là mình nói lảng đi. Đấy, hôm nay CJ nhảy vào đây bởi vì có một cái chủ đề rất là quan trọng mà CJ đang muốn xin ý kiến của các mẹ. Đây, không mẹ là mẹ. CJ sẽ đưa ra ý kiến của riêng CJ để mà xem là có cùng ý với nhau không nhé. Đấy, cái chủ đề này là có nên thay đồ trước mặt con không? Bởi vì là thực ra là hai vợ chồng của CJ cũng đã từng nói về cái vấn đề này rồi. Và hai vợ chồng có lẽ là không cùng một quan điểm. Nhưng mà mình phải quan niệm rõ ràng rằng là cái việc thay đồ trước mặt con ấy là CJ đã làm cái việc đó rồi chưa? Hay chưa? Đã làm chưa? CJ phải xem quan điểm của các mẹ đã. Nếu mà quan điểm của mẹ ủng hộ thì mình đã từng làm, nếu mà không ủng hộ thì mình chưa từng làm. Nói thẳng là hôm trước là CJ đang ở trong phòng 8. Thì lúc đấy là vợ con mình đang ngồi trên giường, thế là mình mở cửa chỉ để xin cái khăn tắm. Thế là mẹ con bảo, ôi sao anh lại đang tắm mà anh lại mở cửa thấy cũng thấy con đang ở đây à? Mà trong khi mình biết rõ ràng con mình mới 9 tháng thôi, nó đã biết gì đâu. Đúng không? Mình thế nào phải thoải mái chứ. Cho đến khi nó tầm bao nhiêu tuổi đó gì đó thì mình có thể bắt đầu kính đáo lên một chút. Đấy, mà không biết là CJ có chung quan điểm với các mẹ không? Không, hồi lúc đó cũng có lỡ thay đồ trước mặt con rồi. Và chồng em nói, thôi ơi, đóng mất quê hả? Em đưa một cơ thể trần trụi trước mặt con như vậy hả? Thì em nói, ủa làm gì nhớ được đâu trời, em còn không nhớ chuyện hồi 6-7 tuổi nữa, chứ đừng nói chi hồi 2-3 tuổi. Xong rồi chồng nói là không, nhiều khi IQ em hơi bị thấp, em không nhớ được đâu, mà nhiều khi con nó nhớ đó, nó sẽ bắt chước em đó. Thì em cũng nghĩ là thôi chắc không nên. Em nghĩ là đặt ra một cái con số cột mốc á, là từ 2 tuổi trở lên là đừng thay đồ trước mặt con, từ 2 tuổi trở xuống chắc không nhớ đâu, em nghĩ vậy. Nhưng mà bố ngủ như khác đúng không? Hana có nghĩ giống không? Có, chị nói thế là em hiểu rồi. Nhưng mà Hana thì suy nghĩ ngược lại, tức là có thể là người ta trẻ con, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại thì mình không nhớ được đâu, nhưng mà nó là một phần giúp định hình nên cái tính cách và quan điểm về tình dục và tính dục của trẻ con sau này. Nó ảnh hưởng rất nhiều luôn, ví dụ như là nó có xấu hổ về bộ phận sinh dục của nó không này, rồi nó có bao giờ tự khám phá, tự sờ và chạm vào cơ thể và bộ phận sinh dục không, có bao giờ để người khác chạm vào hay không, và nó có cởi mở về cái việc đấy với bố mẹ không, thì nó hoàn toàn là do mình. Thế cho nên là Bông nghĩ rằng kể cả là ký ức của trẻ con dưới 2 tuổi hay là dưới 1 tuổi thì nó đều là những cái ký ức mà mình không thể nào biết được. Vì trẻ con nó giống như một cái tờ giấy trắng ấy. Mình vẽ lên nhưng mà đôi khi mình vẽ bằng bút xóa mình sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng mà nó vẫn là một cái vệt ký ức ở đấy. Thế cho nên Bông nghĩ rằng là
đối bản thân Bông nhá, không bao giờ Bông thay đồ trước mặt trẻ con, bởi vì là hai đứa con Bông đều là con trai, cho nên là không không bao giờ thay đồ trước mặt con, hay kể cả là chồng của Bông có thay đồ trước mặt nó, Bông cũng phải góp ý ấy, tại vì là nó chưa ở cái tuổi hình thành nên cái việc bắt đầu trưởng thành, bắt đầu định hình được giới tính á, cho nên nếu như mà giữa bố và mẹ sẽ có cái sự khác nhau, nếu như mình cứ thay đồ như trước vậy, mặt nó sẽ thắc mắc là ủa tại sao người này như thế này mà người kia lại như thế kia. CJ xin lỗi là CJ sẽ phải đưa ra một cái ví dụ này. Đúng rồi nha. Hai bố con đang ở nhà một mình, con thì mới 9 tháng tuổi thôi nhá, mà bố đang phải đi ra ngoài chẳng hạn, mà bố chưa dám cho con, kiểu con đang tỉnh dậy không thể cho con ở ngoài cho nó cứ chơi, mà bố vào phòng thay đồ đúng không, thì trong trường hợp đấy mình phải xử lý như thế nào? Mình có thể kiểu cho con chơi một cái gì đấy, nó tập trung vào cái việc khác, thì trẻ con nó không bao giờ nó kiểu quan tâm đến mà cái quay việc đầu con nghịch về phía mình thôi. Đấy, thay đồ. Nói chung chẳng qua là CJ có muốn cái điều đó hay là không thôi, chứ còn mình đang tranh luận rằng là mình có nên làm cái việc đấy hay không. Thì nếu mà ok mà các mẹ nói là không nên đúng không? Ừ. Wow. Cho Hana ngắt một chút được không? Tại vì okay. Hana vẫn đang chờ để được chốt một cái câu ban nãy. Đúng. Nói lại chị Bông nhưng okay. mà chưa có cơ hội. Đúng. Thì tại vì chị Bông chị bảo là không muốn cho con thắc mắc là tại sao người này lại có cái này và người kia lại có cái kia. Đúng rồi. Đấy, thì tại vì Hana đã nghiên cứu về chủ đề này rồi và Hana hay làm về giáo dục giới tính. Ừ. Thì thực ra ấy, trẻ con nó có khám phá và biết thắc mắc nó là rất tốt. Nó phải biết là như thế nào gọi là nữ, ừ. như thế nào gọi là đàn ông thì nó mới phân biệt được và tôn trọng các bạn gái và tôn trọng mẹ. Mẹ thì nên tránh với con, ừ. nhưng mà đôi khi bố với con thì lại nên thân thì mật. Là ok, đúng, đúng không? Nên tắm với nhau và trong lúc tắm thì mình nên chỉ cho con nói là chỉ. Cái chỗ này của con nó là cái gì và ừ. bình thường hóa cái bộ phận sinh dục của con cho nó biết nó là chỉ là như tay như chân thôi. Và chúng mình nên che nó lại khi mà ra ngoài đường và không để cho ai động vào cả. Kiểu nhưng mà Anna đang nói là bố với con, tức là bố và với con trai. Bố với con trai và mẹ với con gái là hai nhưng người. Nhưng mà mẹ với con gái thì Vi cũng có con gái, Vi cũng nói với là con gái Vi là cái đứa mà 7 tuổi đó thì nó đã có những cái kiến thức chút xíu rồi, thì mình cũng đã nói là con ơi đừng có để ai đụng vào những cái chỗ nhạy cảm của mình, ngay cả bố cũng không được luôn. Ừ. Tại vì đấy nó cũng sẽ không có hiểu được là nếu vậy thì bố được không mà mẹ. Rồi ok, thì chốt lại là từ tuổi bao nhiêu là nên chắc chắn là tránh, còn từ tuổi bao nhiêu là có lẽ là chưa có vấn đề gì cả. Bắt đầu từ khoảng tầm 4 đến 5 đến 6 tuổi là độ tuổi đang khám phá đấy. Tức là bé sẽ tự sờ vào các bộ phận của mình. Đấy, đúng đấy. Để cảm nhận và cảm giác thì lúc đấy là mình bắt đầu nên nói chuyện và truyền tải kiến thức cho con. Tức là bảo con chỗ này là cái gì, nó có tác dụng gì và làm như thế thì cảm giác sao hả con? Đó, chứ còn mình không nên bắt đầu có lo lắng là giống như thí dụ như mà mình thay đổi trước mặt con nhiều quá, cái con cảm thấy quen với cái việc một ai đó trần trụi trước mặt mình, xong rồi sau này thí dụ gặp người xấu người ta cũng trần trụi, mẹ con thấy cũng bình thường, có gì đâu, có gì đâu, xong cái dễ bị xảy ra những cái chuyện không hay. Đúng rồi, cái đó là vấn đề bây giờ đang rất được mọi người quan tâm về cái vấn đề là dùng với trẻ em. Cuối cùng là nên hay là không nên thay đổi trước mặt con? Không nên. Số người bỏ phiếu không nên. Thôi không nên luôn. Không nên. Đó, giơ tay vì thực không ra nên. Thì em cũng hay nhỡ nhưng mà mình vẫn phải hiểu nguyên tắc của mình. Sau này mình tại vì mình đang có con bé quá ấy, chứ còn nếu như mà nó đã lớn như là con của chị Vi rồi chắc mình sẽ suy nghĩ lại về cái việc là nhỡ hay là không. Tốt nhất là không nên không nhỡ. Nên luôn. Không nên nhỡ. Dạ anh CJ có lẽ là có câu trả lời để đem về cho vợ mình. Chắc là bởi vì mình chưa có trường hợp mà con mình nó đủ lớn để mà suy nghĩ quá nhiều, bởi vì con mình cũng mới 9 tháng tuổi thôi. Mình thấy nó vẫn ngây thơ lắm. Nhưng mà CJ là một người mà đi ngủ không bao giờ mặc một cái gì cả. Và sáng sớm con dậy thì con sẽ sang phòng để chơi với bố mẹ. Và đôi khi cái chăn nó hơi... Thì nghĩ là anh nên thay đổi quan điểm của mình. Đúng rồi. Vấn đề này. Và mình cũng đã chốt xong cái chủ đề ngày hôm nay rồi. Chúng ta hãy vỗ tay. Vi thực sự là muốn hỏi, ví dụ như là hai vợ chồng mình đang tò te tú tí á, lỡ mà con có thấy á, bị phát hiện là đúng rồi đó. À, trong mồm tưởng của chị là nghĩ là con ngủ rồi nhưng tự nhiên một hồi nữa tự nhiên em ấy mở mắt ra nhìn. Đúng rồi. Chị bị bối rối. Thực sự là cái đó là một cái vấn đề nan giải lắm. Ngủ rồi nhưng mà thực ra là còn đang thức á. Nó giả bộ vậy đấy. Thế thì nó lại liên quan đến vấn đề là
có nên cho con ngủ cùng với mình không, đúng không? Tại vì là chỉ có khi nào mà nó ngủ cùng với mình thì nó mới có xảy ra cái chuyện đấy thôi. Nhưng mà thực sự người Việt Nam mình là thường hay cho ngủ với lại. Có cả những trường hợp con bỗng nhiên mở cửa đi vào thấy bố mẹ đang mà, thấy bố mẹ đang mà. Tại vì Hannah đã làm một cái video như thế, cách làm thế nào khi mà con bắt gặp bố mẹ đang làm chuyện ấy ở trên kênh YouTube. Mà cái bất ngờ ở đây là nhận được rất nhiều comment của những bạn mà các bạn ấy đã gặp bố mẹ làm chuyện đấy rồi. Và suy nghĩ của các bạn ấy luôn, mình bất ngờ lắm luôn, không ngờ là mọi người lại nghĩ như thế. Đâu nghĩ như thế nào? Ví dụ như là có bạn bố mẹ đang làm chuyện đó, thì bạn ấy ở dưới tầng, xong rồi bạn đi lên thì bạn lấy cái cốc nước hay gì đấy thì tự nhiên bắt gặp bố mẹ. Đấy, thế là tự nhiên bố nhìn thấy phát, bố bị bất ngờ và hốt hoảng quá, tát bạn cái bọc. Ui. Xong rồi chửi. Wow. Thế là bạn ấy khóc và bỏ nhà ra đi. Đó là ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các bạn ấy luôn. Em là chỉ vô tình thấy ba mẹ em hung nhau thôi, mà em bắt đầu em đóng cửa đi xuống dưới nhà em khóc 3 tiếng đồng hồ xong. Em chỉ có hung nhau thôi. Okay. Mình nhớ hồi bé mà mới lần mình thấy bố mẹ mình hung nhau mình thấy vui lắm. Đó là cái khác biệt giữa cái văn hóa đúng của rồi, Việt Nam đúng với những cái nước khác. Tự nhiên cái thấy hùng nhau hết hồn. Mà bây giờ câu hỏi đang là mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì lúc đó hả? Mình sẽ không làm gì luôn. Tức là mình sẽ không làm tiếp cái việc đấy. Nhưng mà sau đấy mình có giải thích gì cho con hay không? Đấy là vấn đề đấy. Trẻ con lúc đấy là sẽ cảm thấy rất là ám ảnh. Tùy đúng từng rồi. Bạn. Nhưng mà nó lại phụ thuộc vào vị trí. Đang làm chuyện ấy vào vị trí nào chẳng hạn. Ai hiểu rồi, vị trí có nghĩa là vị ở trí đâu. Chứ nếu mà ví dụ như bố mẹ nào mà sáng tạo á thì nó lại có cái mà nó dễ. Là chết rồi. Đúng không? Bố đang làm thì mẹ đang ngồi lên bố thì con vào một cái thì mẹ đập lưng. Massage. Con làm sao ấy? Mẹ massage cho bố mà. Trẻ con nó biết đấy, trẻ con nó biết. Trẻ con nó biết thì mình mới ok. Nếu mà vậy mà tao không bằng đồ. Đúng rồi. Trẻ con nó sẽ biết và không những là nó biết mà nó còn cảm thấy kinh. Đúng vậy. Tại vì là nó không biết về chuyện quan hệ tình dục nên là nó sẽ cảm thấy rất đâu. Là kinh và nó sẽ bị ám ảnh. Không, nhất là khi mà nó còn nghe thấy những tiếng okay. động nữa. Chắc là phải chốt lại như này. Thứ nhất, nếu muốn làm chuyện đấy thì có lẽ là không cho con ở trong phòng cùng với mình. Để mình còn la hét cho thoải mái chứ. Bật nhạc thật to. Không, bật nhạc to đâu. Con mở cửa vào không biết chị ơi. Đây, cái này là Vin nói là cụ thể luôn ha. Rồi, thật okay. sự là đã vô trường hợp rồi nên là rất mong wow. là các mẹ và bố là phải tránh. Vi là lúc mà sanh con ở bên Canada, đêm mà Vi về đó là ông chồng ông lấy cái xe hơi ông chạy ra một cái rước vợ con về. Vi về tới nhà rồi mừng quá, rồi để con lên giường liền, còn vô tắm bận đồ thỏ biết rồi nghĩ ghê rồi hả, nào là ra rồi định mở nhạc thật búa rồi đang vô trận cái mình cảm giác là thấy một người nhìn mình nữa. Thì mình nhìn qua cái nồi, trời ơi, thấy chị ngồi chị ngóc ở đâu vậy nè. Bà ơi, nó cười với mình. Mình nói, anh, bà ổng này, kệ đi em, kệ đi. Không được, đi ngủ đi anh ơi. Ổng nói, no, không được. Đợi 3 tháng rồi. Nói, không, bây giờ anh đợi thêm chút ngày hôm nay nữa, ngày mai em bột cho. Chứ bây giờ là, anh thấy chưa, nó ngồi nó cười kìa. Nó cười với tôi kìa. Ổng nói, không có sao đâu. Trời ơi, con nít mà, 3 tháng. Không, mất ngại lắm, mất cỡ lắm. Mình bây giờ sẽ nói về cái suy nghĩ và những cái hậu quả sau đấy của người lớn. Tức là khi mà bị bắt gặp như thế thì có cái sang chấn gì không? Mà chị có cảm thấy là rất là mất cái hứng thú khi mà làm cái việc đó chắc nó hay chắn không? Là mất liền luôn tại chỗ. Vì lúc nãy vừa nói là sẽ bị tụt hứng, sẽ bị không tiếp tục được. Nhưng mà bởi vì CJ cũng đã từng bị mà nó bắt đầu tụt hứng cả. Mình nghĩ là thứ nhất là nó có quan niệm là cái quan hệ giữa mình với đối tác của mình á, nó có tình yêu, nó có đủ á, để chứ không phải là nó chỉ tùy vào mood của mình á. Đó, thì nói một cái lời nói này được không? Được, thoải mái. Tại vì đây là cũng là đàn ông á, nào họ cũng đang cao hứng. Nè, rồi, okay. Nó sẽ khác người phụ nữ. Sao chị nói nhỏ lại vậy? Chị cứ nói to lên. Chị nói to lên. Anh nghe hả vợ của chị Trây không thích. Chị đang làm chủ động mà. Kêu, nắm yên. Không phải, đôi khi mình cũng đang không muốn đôi mà vợ mình là người cứ kéo. Anh ơi, thôi kệ đi. Vợ thì cứ vào. Thôi vậy tôi bó tay luôn. Câu chuyện của em thì chồng em cũng đòi y vậy đó. Rồi trong lúc con đang đó, xong chồng em đòi, xong nó nói ba trời cứ có hiểu được cái vấn đề ở đây, có thể gì ví dụ như là mình đang có hứng mọi thứ sẽ rất trơn tru và dễ dàng, còn khi mà mình đang sợ hãi một điều gì đó nó sẽ vô cùng khô cạn đó, thì chồng em nói, đúng cái gì đâu em, có gì đó nó bình thường, kể đi không, nó đã khép rồi, nó khép chặt
Rồi à, không biết các mẹ có bị vấn đề đấy không, nhưng mà sau khi sinh thì em có bị một cái vấn đề là không phải lúc nào mình cũng có hướng theo ý của mình được, và mình hơi bị khó chịu với cái việc đấy luôn á. Đúng rồi, sau khi đúng sinh rồi. Thì cảm thấy không phải gà ghét, nhưng đúng mà rồi. Sẽ hơi khó chịu khi mà người đàn ông của mình đòi hỏi mình trong khi mà mình đang không muốn. Rồi, tức là cái rồi. Chuyện đấy nó không đến thường xuyên, mình chỉ có thể là làm cái chuyện đấy khi mà mình muốn thôi, nhưng mà khi mà mình đã không muốn rồi ấy thì nó sẽ không làm được. Liên hệ với cái việc này, nếu như mà bông mà bị con bắt gặp ấy thì cái bản thân người phụ nữ sau khi sinh đã bị cái tâm lý là rất sợ cái chuyện quan hệ rồi, mà lại bị này... bắt gặp như thế nữa thì cái tâm lý của mình nó sẽ không được thoải mái. Vậy là cho chồng ăn chay luôn đó hả? À may quá em chưa bị con bắt gặp chị ạ. Tại vì bọn em rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Từ khi mà em bầu á là chồng em đã không có thích quan hệ rồi, bởi vì là ông ấy lúc nào cũng kêu là xấu hổ lắm, con ở trong bụng nó nhìn thấy thì làm sao mà. Cho nên là em bị nhịn hết xuống suốt 9 tháng mà. Nhưng em rất có là bầu. Hay là tại sao mà hai vợ chồng ngủ chung với con mà con không có bắt gặp được một... À bọn em sẽ tìm lúc khác để bọn em tận hưởng. Ví dụ như bọn em cũng rất là hay đi du lịch mà không có con, thì để hâm nóng tình cảm giữa vợ chồng. Thì những cái lúc như thế thì bọn em sẽ tìm cách để làm cái chuyện đấy nó hừng hực lên. Nhưng mà bình thường thì sẽ cố nhịn. Đó, tại vì em rất thích ngủ với con. Chất lượng hơn số lượng. Đúng, chất lượng hơn số lượng. Các mẹ có sợ là nó sẽ để chồng mình kiểu lúc mà đang có nhu cầu mà không được vợ mình đáp ứng nhu cầu? Thì từ nhá, cái chuyện con bắt gặp nó không liên quan đến không đáp ứng nhu cầu cả. Rồi. Đúng rồi. Mình có thể đáp ứng nhu cầu nhưng mà mình phải tôn trọng không gian riêng của nhau. Và thì tại sao không rồi. Khóa cửa lại, thích làm gì thì làm. Cũng như là có một số mẹ đã bị rồi, đã bị tình huống là con nhìn thấy rồi, bây giờ muốn giải thích thì giải thích như thế nào, mình hãy tưởng tượng ra cái tình huống đó mình sẽ giải thích như thế nào. Nhưng mà trong mình đang nói đến cái trường hợp là con đã đủ nhận thức và ví dụ nói chuyện với mình được rồi, ví dụ từ 2 tuổi, 3 tuổi trở lên là nó đã bắt đầu nhận thức được cái việc đó rồi. Nó hiểu được cái điều mà mình nói thì mình mới cần giải thích nha. Chứ còn đúng nếu rồi. Mà trẻ con mà kiểu như chị Vi nói là 3 tháng tuổi á thì đúng là em nghĩ là nó cũng sẽ ngủ ngay sau đấy và nó sẽ quên thôi. Nhưng mà bắt đầu đến tuổi nhận thức là cần phải giải thích. Và giải thích thì đây, xin mời cô giáo nghiêm túc. Rồi, đây em chia sẻ với mọi người một chút. Đấy là cái cách để chúng ta có thể nói với trẻ con. Thông thường là mọi người, như em vừa chia sẻ đấy, là có nhiều bố mẹ quá là bối rối và cuống không biết phải làm gì thì có thể gây ra những hành động bất chợt nói dối. Hoặc là đấy, như kiểu là bố đang massage cho mẹ, đấy là nói dối và chúng ta không nên nói dối con. Tại vì nếu bố mẹ mà lảng tránh cái chuyện đấy thì sẽ làm cho sau này con cảm thấy việc đấy là việc xấu hổ và không chia sẻ với bố mẹ về giới tính của nó nữa. Vậy thì cái cách hay đấy là mình sẽ ngồi nói chuyện với nó một buổi một cách nhẹ nhàng thôi, đầy thông tin vào. Đầu tiên nói về chuyện là con sinh ra như thế nào, con sinh ra từ đâu, làm sao mà có con, xong rồi bố mẹ. Đấy, tức là cái việc sinh sản đấy nó sẽ giúp chúng ta như nào. Và dần dần tiêm vào đầu nó và không được nói dối. Câu hỏi quan trọng nhất là đến tuổi nào là mình phải bắt đầu giáo dục cho con? Chúng mình nên giáo dục càng sớm càng tốt. Đúng nhưng rồi. Mà ở mỗi độ tuổi thì theo một cái kiểu khác nhau. Thế cho nên là khi mà làm bố làm mẹ phải thực sự rất là dũng cảm đấy. Bởi vì có những chuyện mình còn cảm thấy xấu hổ. Mình sẽ không cảm thấy là mình có thể dễ dàng để nói chuyện đấy với ai. Nhưng mà bởi vì con cái cho nên bắt buộc mình phải dũng cảm nói cái điều đấy với nó, là nó là như thế này, nó là như thế kia. Cho nên em nghĩ rằng làm bố làm mẹ cũng là cả một cái vấn đề. Từ lúc mà CJ cũng sang Việt Nam thì CJ cũng đã biết là có lẽ là người Việt Nam thì về chuyện tình dục thì rất là hiếm khi được người đến. Thì mình nghĩ là đất nước nào cũng sẽ có văn hóa riêng của mình về vấn đề này. Và mình cũng nên thoáng hơn một chút xíu để sẵn sàng. Lý do vì sao lúc này CJ nói là đang massage cho con á, là lúc đấy CJ đang suy nghĩ là ok, CJ đang coi mình là mình đang là bố của một đứa bé 9 tháng cho đến khoảng 3 tuổi. CJ chưa nghĩ là đứa 3 tuổi thì đã nên giải thích cho con là bố mẹ đang làm chuyện này, bởi vì dù sao cũng không hiểu cho lắm. Với 3 tuổi nó chưa, CJ nghĩ là chưa đủ kiến thức để mà hiểu rõ ràng. Có thể là mình có thể giải thích một chút xíu, nhưng mà mình nói sơ sơ qua cho nó quên đi, để bao giờ nó khoảng 4-5 tuổi thì bắt đầu giải thích thêm cho con là như thế này. Chứ nếu mà 9 tháng, 10 tháng rồi 1 tuổi, 2 tuổi giải thích làm gì cho mệt. Lúc đấy mình có thể nói là bố mẹ đang yêu nhau. Thế là được rồi, mình giải thích theo kiểu tình cảm, tình yêu và bố mẹ yêu nhau thì mới ra con đó. Chứ không phải là mình nói lảng đi. Quay lại với chủ đề của chúng ta nào. Bây giờ là khi mà hai vợ chồng lỡ mà có làm gì với nhau mà con nhìn thấy thì xử lý thế nào? Thì có nên hay không nên?
Đương nhiên là không nên rồi, chả nhẽ lại có nên. Không, nhiều lúc ông này ông lên á. Có nên tiếp tục hay không á? Nên tiếp tục hay không? Mình... À, tức là bây giờ nếu mà ví dụ trong giờ mà mình đang, mà con phải đi ngủ á, thì ok mình dừng lại, mình cho con ngủ, sau mình quay lại làm tiếp, mất gì thôi đâu. Rồi. Đúng không? Quay lại làm tiếp. Đây là nếu mà con hứng. Còn trong trường hợp mà con đã lớn rồi và con đã gặp phải cái chuyện đó thì chắc là mình phải dừng lại. Giải thích cho con nào đã, giải thích cho con hoặc là cho con vào phòng riêng, giải thích cho con sơ sơ qua và có thể hẹn gặp con một ngày nào đó mà mình có thể có một cái gì đó miêu tả cho nó rõ ràng hơn cho con. Nào, nhưng mà mẹ. Bông nghĩ là lúc đấy tốt nhất là mình nên đưa ra con ra phòng khách, bởi vì cái không gian phòng ngủ là phòng không gian riêng của mình nên cho nó khái niệm rõ ràng rằng đây là không gian của bố mẹ. Và khi mà mình nói chuyện thì mình sẽ ra phòng khách, đấy là không gian chung. Hơn nữa cái việc cho con ngủ riêng cũng rất là quan trọng này. Đúng rồi. Mình có thể đưa nó đi ngủ ở phòng nó, sau đó khi nó ngủ xong thì mình quay trở lại phòng mình. Đấy là cách Hana vẫn đang áp dụng. Tại vì con thì nó vẫn thích được đi ngủ cùng mình. Nhưng mà em có nói rõ là mẹ sẽ kể chuyện bắt nghe khi mà bắt ngủ, mẹ đi ngủ với bố, tại vì mẹ thích ngủ với bố. Vì thì Phi cũng nghĩ là con nên ngủ riêng nhỉ. Đúng rồi. Vì con mà ngủ chung với bố mẹ thì là nhiều lúc thì sẽ nó bất tiện cho cả hai. Đúng rồi, bất tiện rất là nhiều. Và ngoài ra thì con cũng sẽ bị một cái tính là không được độc lập. Đúng rồi đó. Nếu mà con ngủ riêng từ bé, con đã biết ví dụ nhà của CJ, thì nếu mà con chưa đến giờ ngủ thì con không bao giờ nằm trong cũi của con. Nếu mà bố đã đặt con vào trong cũi là con phải ngủ. Là ngủ. Đó. Như thế thì con đã biết nề nếp rồi, là thứ nhất. Thứ hai nữa là không gian của mình là không gian của mình, của không gian của con là không gian của con. Để con hiểu rằng bao giờ con lớn lên, bố muốn vào phòng con, bố cũng phải gõ cửa. Đúng rồi. Bởi vì con cũng phải có cái tính độc lập để sau này con bắt đầu đi học mô giáo, con sẽ không bị kiểu khóc quá trời luôn. Mẹ ơi đừng bỏ con. Đó. Mẹ ơi. Chúng ta đã chốt xong chủ đề rồi. Nhưng mà các mẹ có thấy quan điểm của CJ với các mẹ nó nhiều khi nó không chung với nhau không? Thì các mẹ có thể quá chịu không? Không. Cũng bình thường. Tại vì okay. Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Ui bắn tim. Ui bắn tim. Quá được. Anh xin mời mọi người. Em hát bài vậy nè, em phải dán sẽ tiến qua cái tip đó. Chính là làm mặt nạ trà xanh. Đúng đi làm vậy. Mẹ với mọi người. Mọi người cũng biết là mình có rất là nhiều mặt nạ. Bây giờ mình sẽ làm cái tip thứ hai. Bây giờ mình đã đẹp lộng lẫy trên gương mặt của mình thì mình cũng không quên là khi mình tẩy trang ra thì vẫn mình đẹp. Vẫn có đẹp. Chứ phải tẩy trang ra rồi nhìn ủa đâu ở anh ơi là đã mất tiêu rồi. Ủa vợ anh đâu rồi? Đấy. Là da dẻ rồi vẫn còn hồng hào thì mọi người cũng biết là có rất là nhiều mặt nạ thông thường như là mặt nạ giấy rồi chẳng hạn. Nhưng mà thường là những mặt nạ đó thì Vi khuyên á thì là vì do vẫn có cái tính chất cái mỹ phẩm. Mình nên hạn chế bảo quản xíu. Đúng rồi, tất cả các cái sản phẩm nào mà trong giấy nó làm thì em đều nghe mùi cồn mới nhiều cái nhiều cái. Đúng rồi. Bởi vì khi các bạn khi mà xài xong thì thường hay là thấy cái da mình nó sáng lên liền, nhưng mà thật sự đó là cái cồn ở trong cái mặt nạ đó. Nên là lúc nào Vi cũng rất là thích xài mặt nạ thiên nhiên hơn. Hôm nay thì Vi xin giới thiệu một cái loại mặt nạ cũng rất là dễ làm trong cái bếp nhà mình, đó là mặt nạ trà xanh. Bột trà xanh đúng không vậy? Trà xanh mà có nước mắm ở đây. Không, bậy cái đó một ông chị ạ. Mà đâu. Em xin kể một câu chuyện. Ngày xưa khi mà học cấp 2 thì đang rất là nổi cái trào lưu là đắp mặt nạ bằng bột trà xanh. Thì em nghĩ chắc bột nào cũng đắp mặt được. Em liền nó lấy bột mì em đắp. Trời đất ơi. Em liền nó lấy bột mì em đắp. Lấy bột mì em pha nước em đắp. Xong một thời gian mặt em rất là nhiều mụn. Em nghĩ rằng mình đã sai. Em sáng tạo thêm một cái nữa. Em đắp bột năng. Đắp bột năng mà em có tìm hiểu thêm đắp đó. Em không tìm hiểu luôn. Em nghĩ là trong cuộc sống mình phải sáng tạo. Chị hiểu không? Người ta đắp được bột gì mình đắp được bột đó. Em mém lấy bột bánh xèo đắp mặt luôn. Trời ơi, khi nó nghĩ là bột nào ăn được là bột đó đắp được. Thì đó, sau đó em mới tiếp thu. Em mới tiếp thu những kiến thức ở trên báo. Em đọc báo nó là đắp sữa chua. Đắp sữa chua sẽ rất đẹp da. Và em đắp cũng đâu đó khoảng một tuần thì mà em vẫn không đỡ. Thì sau này em mới đọc kỹ lại là sữa chua không đường, em đắp sữa chua có đường. Trời ơi, ác ghê luôn. Nó đọc như trình đấy. Đấy là những cái làm đẹp của em vô cùng là gian nan. Cơ bản luôn mà mọi người vẫn không biết được. Có những cái thứ vật liệu trong gia đình mình, như là hàng ngày mình thường hay cho con ăn sữa chua. Mà mình phải biết là sữa chua không đường nó mới có tính chất là làm cho da mình nó trắng sáng. Trà xanh thì là mình bị mụn hay là cái gì đó kháng viêm kháng khuẩn cho mình. Còn mật ong thì là làm cho tẩy tế bào chết.
mình có thể dùng cái mật ong đó mình trộn chung với sữa chua. Bông làm cho chị được không? Ờ đây để em làm cho. Mình cho liều lượng như thế nào hả chị? Thì bây giờ mọi thứ, bây giờ một muỗng sữa chua. Một muỗng sữa chua. Cái mặt của mình thì giờ một muỗng thôi. Một muỗng sữa chua. Đấy. Bự thì mới tùy tùy mặt bự đúng không? Tùy mặt bự. Nếu mà một muỗng là vừa rồi. Ok, một muỗng. Rồi là còn cái mật ong thì không thể nào vài giọt, vài giọt, vài giọt. Và giọt á mình có nhiều nhiều rồi, đúng rồi. Ồ là chỉ cho một chút đúng xíu thôi. Đúng rồi, tại vì mật ong thì nó có cái cho bổ. Có những người mà không phải có những người da bị chua nó nói cảm như chị. Một ít bột trà xanh giống nhà dư giả cho như này được chưa chị? Ok, một ít thôi. Ok, quay lên. Thực sự là mình đắp những cái mặt nạ thiên nhiên như vậy á thì nó rất là tốt. Tốt hơn là mặt nạ còn nhiều mà. Lắm vô vàng luôn á. Đúng rồi, rất là nhiều mặt nạ mà thiên nhiên mà mình cần, tại vì dành cho nhiều loại da mặt. Kiểu da khô thì mình sẽ gấp ví dụ như là sữa chua thì thường là nghệ. Chị thường hay gấp mỗi lần mà da mặt của chị á, tại vì rất là dễ dị ứng á, thì thường hay gấp nghệ với lại tinh bột nghệ với lại sữa chua rất là đã luôn. Mà nghệ là em dạng là em mua để em uống luôn. Đây muốn luôn rồi sao em nhớ cái mặt nạ đầu tiên mà em đắp á, mẹ em làm á là sữa tươi xay chúng là dưa leo. Sữa tươi rồi ở ngoài thường hay mặt nạ khoai tây với lại sữa. Rồi các chị gái nằm xuống đắp mặt nạ không? Cái này phải để trong mát lạnh thì mình đắp sẽ đã hơn. À tức là cái này xong rồi mình sẽ để vào tủ lạnh. Đúng rồi, hũ sữa chua của mình á mình đủ lạnh là được. Với lại khi mình làm thì mình không thể nào mình làm cái nhỏ gì được đâu, mình làm có một cái loại lớn nhưng mà mình để dành xài, mình có thể mua cái thủy tinh đó. Là mình đậy lại một lần. Đúng rồi, chứ ai mà mỗi lần làm vậy thì cực quá. Đây, nó tươi. Sau khi làm xong mọi người có thể xem. Còn chứ, cái này rất là tốt nha. Cái này khi mình làm xong rồi da của mình vừa cái kháng viêm mà vừa trắng sáng nữa. Và có chút xíu cái mật ong đó có thể làm tẩy tế bào chết cho da mình ở trong đó luôn. Hồi xưa em còn mua lộn trà xanh Thái Nguyên với trà xanh Nhật Bản á trời. Trời em lộn thành trà xanh Thái Nguyên đắp mặt. Cái bột trà xanh này á, lúc mà đắp lên á, nó có cái độ gì? Có cái độ hạt á. Nó có cái hạt cũng làm cho mình phê phê á ha. Trà xanh này là trị mụn mà. Đúng rồi, kháng khuẩn, kháng viêm. Khi mà mình bị cái gì về ở phía ngoài da thì mình cái da mình bị mụn nặng mụn hay xong á thì mình có thể đắp cái bột trà xanh này rất tốt á. Nhưng mà mỗi lần đắp cái này xong chắc con em nó bảo em là hất á. Màu xanh á. Mà hất á. Ví dụ mình có thể không cần sữa chua, khi sữa chua là da nhiều lúc cũng hơi khó đó. Mình có thể đắp mà mặt nạ trà xanh á với lại nước. Mình đắp trong bao nhiêu phút cũng được. Pha nước thôi. Chứ không, 15 phút thôi. 15 phút thôi. Tại vì đừng có để cái mặt nạ của mình nó bị quá khô, thì bị khô như vậy thì nó mất hết chất rồi. Mình đắp bao nhiêu hồi xưa á. Hồi xưa em lầm tưởng là em phải để cho nó khô, thật khô mình mới rửa mặt. Không được sai rồi. Như vậy là nó mất hết chất và nó bị làm cho da mình nó khi mình lột ra nó bị khô như vậy là không tốt. Nên là mình chỉ đắp từ 15 đến 20 phút. Không được để cho mặt nạ quá khô rồi mình mở ra là thua rồi đó. Tùy cái mặt nạ để mà tầm là cỡ 15-20 phút là mình lấy tháo ra luôn. Một lần em ngủ quên luôn á. Bậy quá quá. Ngủ tới sáng thôi. Chứ có gì em cũng có trong đó vậy. Nếu thế thì em có thể dùng cái loại mặt nạ mà qua đêm á. Mặt nạ mà không cần rửa qua đêm. Mấy bữa nay chị cũng có xài cái loại mặt đó. Ngủ thôi. Mặt nạ ngủ đúng rồi, mặt nạ ngủ. Là cái loại đắp lên đó là nó để là tới sáng luôn cũng được. Nó càng ngày cái miếng nó càng mỏng dần luôn. Lúc đầu là khi mà em xài cái loại đó là một cái miếng trắng đục vậy đúng không? Đắp để sáng vậy là nó còn như cái miếng bánh tráng. Nó trong lại. Rồi, ok.